Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ test thử liên quan mobile ở trên con Samsung Galaxy A01 này. Thì máy này được bán khuyến mại tại điện thoại siêu rẻ.com đến hết ngày mai, tức là ngày 23 tháng 2, với mức giá là 2.340.000. Máy này thì khá là nhỏ gọn nha. Sử dụng con chip Snapdragon 439, 2GB 16GB bộ nhớ trong. Thì con chip Snapdragon 439 là một con chip khá phổ biến cho dòng giá rẻ. Nó từng được Redmi đưa lên con Redmi 8 của mình nha. Về cơ bản thì mình thấy Samsung A01 thì có thiết kế khá là đẹp. Máy thì hoàn thiện rất là tốt và cứng cáp. Và máy thì được bán độc quyền tại Thế Giới Di Động nha. Thì điện thoại siêu rẻ.com cũng là một trong những cái cửa hàng thuộc chuỗi của Thế Giới Di Động. Thì như các bạn có thể thấy thì với con chip này thì mình sẽ không thể nào mở max setting lên được. Mình sẽ chỉ mở ở tối đa là 30fps mà thôi. Cái game này thì mình chơi không giỏi lắm nha, nên là nếu anh em mà cảm thấy mình chơi dở có thì cũng đừng chê hay chửi mình nha. Thực tế thì mình cũng không phải là một review chuyên nghiệp. Mình chỉ đam mê các sản phẩm công nghệ và muốn chia sẻ nó đến mọi người. Và trong tương lai thì nếu mà anh em có cảm thấy cái video của mình nó có chỗ nào chưa ok, ví dụ như là về sai thông tin này, hay là về cái cách nói chuyện này, hay là về cái gì đó, thì anh em cứ comment ở phía dưới nha. Và mình sẽ cố gắng, mình nỗ lực, mình khắc phục ở trong những cái video tiếp theo. Và hy vọng thì anh em vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, cũng như là like và chia sẻ cái video của mình nha. Một trong những điểm mà mình thấy những cái dòng máy giá rẻ nó bị chung một vấn đề, đó chính là cái độ sáng của màn hình nha. Thì cái con Samsung Galaxy A01 này cũng vậy, do là nó sử dụng cái màn hình TFT á, thành ra là cái độ sáng nó sẽ không được cao nha, không giống như các cái sản phẩm cao cấp nha anh em. Mình sẽ chơi thử Arthur nha. Rồi, ở đây thì mình có một AD này. À, và một phép đang đi top. Đó, AD rất là máu, lao vào. Anh em có thể thấy là con này có cái FPS nó khá là ổn định nha. Nó ở 30 FPS. Và khi nào mà xuất hiện chiêu nhiều á thì nó sẽ nhảy xuống còn 28 hoặc 29. Và mặc dù đây là một dòng máy giá rẻ của Samsung, tuy nhiên là cái trải nghiệm mà nó mang lại cho mình thì cũng cực kỳ tốt, đặc biệt là cái tựa game này. Nhiều bạn nói là cái máy điện thoại nào mà che ở cái phần bên trên á thì là nó cũng sẽ bị lag nha. Tuy nhiên thì mình không thấy cái hiện tượng đó ở trên cái con Galaxy A01 này. Các bạn có thể thấy là cái sóng wifi của nó thì luôn luôn cố định. Và cái vị trí mà mình đang ngồi đây cũng chính là cái vị trí mà hôm nọ mình sử dụng. Mình ngồi để mình test con Vsmart Joy 3 nha. Thì mình không hiểu tại sao mà cái cảm giác là con Snapdragon 439 á, mấy con Snapdragon 632 nó không có chênh nhau quá nhiều cái hiệu năng về cái tựa game này. Mình không biết là các cái tựa game khác hay các ứng dụng khác thế nào. Tuy nhiên là mình cảm giác là hai cái tựa game, cái tựa game Lenovo Mobile thì ở trên cả hai con chip đều cho mình cái trải nghiệm nó khá là giống nhau nha. Mình cảm thấy A01 này thì chiến game Lenovo Mobile cũng khá tốt. Đó, các bạn có thể thấy là cái ping của nó thì không có nhảy cao nha. Mà đặc biệt nữa là cái FPS của nó thì khá là ổn định, nó chỉ duy trì ở mức 29 hoặc 30 thôi thì khá là ok. Khi mà mình lao vào combat với nhiều hiệu ứng hơn, mình đánh với số lượng chiêu nhiều hơn thì là nó sẽ nhảy xuống còn 27 hoặc 28. Tuy nhiên thông thường như vậy thì mình cảm thấy là nó cũng khá là mướt và nó đủ các cái trải nghiệm cho mình chơi game. Đó, lao vào luôn. Game này thì mình không có giỏi lắm nên là thành ra là mình test để cho anh em xem là cái máy của nó có thực sự là mướt hay không thôi. Thời gian vừa qua thì do dịch của Corona nha, nên là thành ra các nhà sản xuất điện thoại
Trung Quốc á đang có những cái vấn đề về cái nguồn cung ứng, dẫn đến cái việc mà số lượng hàng hóa về Việt Nam mình thì cũng không có được nhiều. Nên là hiện nay thì một số các cái model của Trung Quốc nó đang tăng giá. Tuy ngược lại thì các model đến từ Samsung á, thì giá nó sẽ không có tăng. Tại vì là Samsung đã chủ động được trong cái việc sản xuất điện thoại của hãng tại Việt Nam. Và hai cái nhà máy lớn của Samsung ở Việt Nam ở Thái Nguyên và Bắc Ninh á, là sản xuất khoảng 50% số lượng smartphone của Samsung ở trên toàn cầu nha. Đây thực sự là một cái con số mà mình cảm thấy nó rất là ấn tượng. Anh em có thể nhìn thấy nha, là cái tựa game này mình chơi khá là mướt nha, rất là ok. Đó, Arthur rất là trâu bò, khả năng chết khá cao. Team mình được cái có rừng là Murat đánh khá kinh nha. Nãy giờ thì Murat đã găng được cho anh em tương đối nhiều. Rồi lên đĩa. Vậy thì qua cái video clip này mình cũng có thể tư vấn cho các bạn rằng con Galaxy A01 thì có thể chiến được một số các tựa game cơ bản. Thì nếu mà nó có thể chiến được tựa game Liên Quân Mobile tốt tương đối như vậy thì chắc chắn mình sẽ nghĩ là nó chơi được Free Fire. Còn cái PUBG thì mình không có khẳng định nha. Nhưng mà Free Fire thì nhẹ hơn PUBG khá là nhiều. Nên là mình nghĩ là nó sẽ chơi cũng khá là tốt đó. Và về trải nghiệm thì mình thấy những cái trải nghiệm về kết nối của nó thì khá là tốt. Máy thì không có bị hiện tượng nhảy ping. Và đặc biệt là trong quá trình mình chơi game thì mình không có thấy nó nóng nha. Con chip này có vẻ như là nó không có quá nóng, không có quá khó chịu nha anh em. Và vậy thì anh em đánh giá sao với sản phẩm này thì vui lòng để lại comment ở phía dưới. Còn anh em nếu mà muốn mình test những cái game tương tự như vậy ở trên những cái model khác á, thì em có thể để lại comment nha. Mình sẽ cố gắng mượn máy để mình hỗ trợ mình test cho anh em. Ngoài ra những cái tính năng nào hay ho mà anh em mình muốn mình hướng dẫn, chẳng hạn dụ như là cách sử dụng Vsmart Leaf này, hay là những tính năng hay ho trên Vsmart Leaf, thì em có thể để lại comment. Mình sẽ cố gắng mình bớt thời gian để mà mình làm video hướng dẫn cho anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo.